Xin chào các bạn. Các bạn đã đến với kênh của Thanh Tùng Igu. Igu nè. Mình mỗi ngày mình đều làm đều đi làm sớm. Sáng dậy mình tắm rửa cho rồng. Tất cả các trường luôn nha. Rửa cho rồng của mình xong rồi cho chúng ăn, đây là khẩu phần ăn cả ngày nha. Ăn cả ngày nhiều quá đó. Mình không có thời gian để cho ăn nhiều nhiều bữa, chiều đi làm về mình cho ăn thêm một cữ nữa. Đây là cách nuôi rồng của Tùng. Đấy, chuồng của mình là lúc nào cũng một bên nắng một bên mát. Đèn sợi tóc mở lên cho các bé nó dễ tiêu hóa.